Chào anh em, chào anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio. Có ngay một video thanh lý nữa cho anh em khách hàng, và chúng ta đang rất mong chờ những cái bộ sản phẩm bên cửa hàng em thanh lý, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay có một cái rất là đặc biệt, khi có anh em đến cửa hàng em sẽ có ngay cho một anh em một cái bộ sản phẩm vang cơ lai số đang quá là hot trên thời gian vừa qua ở trên thị trường thanh. Đó chính là mẫu sản phẩm DBX KM30 Pro V2. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em quyết định thanh lý một con duy nhất với một cái lỗ nhỏ nhỏ, thì em sẽ cùng em kiểm tra ngay lập tức nha. Đây, các bác đi vào đây gần xem lại với em. Thì cái mẫu sản phẩm ở DBX KM30 Pro V2 này các bác, ở trên này trên phần bên trên mặt đây các bác nhé, thì nó có một cái lốt xước nhỏ nhỏ trên này. Đây là lốt xước từ bên nhà sản xuất họ gửi cho bên em đã bị như vậy rồi. Nên là thực ra là em cũng không muốn trả về công ty, nên là em sẽ quyết định là giảm ngay cho anh em 300-400 nghìn một vớt xước như thế này, để các anh em yên tâm hơn trong việc chúng ta mua hàng, đúng không ạ? Và ngoài ra thì các bác được nhìn về phần khung máy này, cả ở mặt trước thì không có vấn đề gì cả, tất cả đây là hàng mới tinh 100% và có hộp tem đầy đủ, QR code vẫn còn để nguyên nhé các bác nhá, chứ không phải là hàng đã qua sử dụng đấy, các anh em yên tâm. Bởi vì trên này cái lốt này thì em cũng biết là do bên kia họ vận chuyển hay như thế nào, nhưng mà từ bên nhà sản xuất gửi lô về cho em thì em bóc ra kiểm tra có ngày vết xước này rồi, nên là không thể nào em có thể bán hàng mới cho anh em được. Nên là các bác nhìn thấy hộp nguyên hiện trạng đấy các bác nhé, hộp của nó đây, đấy, dây rắc cắm luôn, tất cả đều đầy đủ nguyên vẹn hết các bác nhé, mới tinh luôn các bác. Đấy, chỉ có một duy nhất một cái vết xước nhỏ nhỏ thôi, giảm ngay cho anh em từ 200-400 nghìn đồng với một cái vết xước này. Nên là anh em nào đang có nhu cầu mới con vang cửa đáy số cao cấp chính hãng của DBX thì các bác liên hệ trực tiếp với em. Một cái con này thì nó là một trong những cái con đang quá là hot rồi, vừa mua được giá hời và có ngay cho mình một con vang cửa đáy số hay chất lượng như thế này, chưa phóng hát gia đình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ok, ngay bây giờ cùng em kiểm tra xem cái con này thì có thật sự là hàng chỉ bị vết xước hay không, hay là còn những cái lỗi như thế nào nữa, thì ngay bây giờ cùng em kiểm tra nhá. Đầu tiên là về giao diện hình thức mặt trước thì các bạn đã được nhìn thấy rồi. Đấy, hiện trạng thì sẽ mới nguyên mặt trước, nó chỉ có một nút duy nhất thôi. Đấy là các cái phần hình thức bên ngoài các bác nhá. Đấy, còn tem mác thì các bạn đã được nhìn thấy rồi, vẫn còn nguyên. Đây, em lật luôn phần dưới cho các bạn anh em xem, không hề có một chút hiện tượng nào xảy ra cả. Và ở trên mặt màn hình cũng vậy các bác nhá. Đấy, tất cả vẫn sử dụng ngon lành này. Em nặng vặn thử âm lượng tổng nhạc này. Đấy, âm lượng tổng nhạc thì nó vẫn thay đổi này. Mic này. Đấy, thay đổi này. Echo, reverb. Và các cái phím này thì vẫn chỉnh ngon lành các bác nhá. Bass trùng chép, mic EQ, nhạc EQ vẫn chỉnh ngon lành. Chuyển input xem nào. Chuyển sang chế độ Bluetooth được này. USB cổng quang vang, BVG, BOD. Nói chung là con này thì không có lỗi gì ở trên thân máy cả, không có lỗi hệ thống các bác nhá. Lỗi bên ngoài một chút thôi, xước một chút thôi. Nên là em sẽ cùng anh em thử ngay trải nghiệm luôn lập tức đấy, xem là âm thanh của con này nó sẽ như thế nào. Và em thông báo cho anh em, giảm ngay cho anh em một cái vết xước 200-300 nghìn nhé. Nên là anh em nào là có nhu cầu thì liên hệ ngay bên em, kể cả anh em thợ. Chúng ta cần lấy những cái mẫu sản phẩm rẻ hơn so với giá thị trường, hoặc là rẻ hơn so với cửa hàng em đang giao bán hiện tại, thì qua liên hệ trực tiếp bên em. Để các bác nghe âm thanh của DBX KM30 Pro V2 chưa ạ? Rất ngọt ngào. Với chế độ echo, đặc biệt là cả tính năng echo, cả tính năng gì vật khi kết hợp lại, nó tạo nên giọng hát rồi các bác anh em thật sự là rất chuyên nghiệp. Và em nhắc luôn, con này vẫn nguyên chế độ bảo hành các bác nhá. Để các bác anh em yên tâm, khi chúng ta sử dụng chúng ta sợ lỗi máy thì bên em vẫn để nguyên chế độ bảo hành, tại vì tem cào vẫn chưa bị cào, các bác nhớ cho em. Và là đây là hàng sản phẩm lô mới nhất cho anh em nhé, bởi vì em vừa mới về hàng thôi. Đây để em kiểm tra luôn cho anh em cái thông số, thì các anh em yên tâm khi mà chúng ta mua hàng. Đấy, với DBX này anh em nhận hàng kiểm tra cho em đúng vết xước như thế này và bật lên khởi động ngay lập tức, kiểm tra ngay lập tức. Nếu như hàng ok các anh em thanh toán của em. Đấy là những gì mình đang có thể hỗ trợ trực tiếp khi anh mua hàng với phiên bản DBX KM30 Pro V2. Và em xin thông báo là thanh lý một con duy nhất thôi, một lỗi vết xước nhỏ giảm cho anh em từ 200-400 nghìn với cái vết xước này. Và đây là lỗi của nhà sản xuất thì em cũng đã báo anh em rồi, hàng vẫn còn nguyên chưa bảo hành, nguyên phụ kiện, nguyên hộp thùng, mới tinh 100%, không mới 100% được, bởi vì nó có vết xước gọi là 99% đi. Nên anh em nào đang có nhu cầu với một con vang cơ lai số cao cấp, hàng thanh lý bên cảng Tùng Audio, liên hệ trực tiếp với em 0979 629 336, một con duy nhất thôi các bác nhá. Xin chào anh em.